Năm 1987, sau thành công của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6, một bầu không khí phấn khởi và hy vọng của các tầng lớp nhân dân đã dâng trào trước những đổi thay tích cực của đất nước. Toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đều hăng hái thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội đất nước nhằm triển khai nghị quyết Đại hội 6 của Đảng vào cuộc sống. Tư duy đổi mới của Đại hội 6 đã thổi luồng gió mới vào đời sống kinh tế xã hội, đánh thức những tiềm năng còn ẩn sâu trong mỗi con người, vượt qua giai đoạn cam go của đất nước. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam đang gặp vô vàn khó khăn và thử thách từ những hậu quả của cuộc cải cách giá lương tiền. Lạm phát năm 1987 ở mức 323,1%. Tiền được phát hành quá nhiều ra lưu thông, đẩy lạm phát lên cao, gây những hậu quả tai hại. Trong khi đầu ra cho sản xuất công nghiệp không có, nguyên liệu đầu vào chủ yếu phụ thuộc nước ngoài, mô hình hợp tác xã kiểu cũ không còn phù hợp, thì cuộc cải cách giá lương tiền có thể coi là đã thiết lập một quan hệ sản xuất đi quá xa so với lực lượng sản xuất hiện có. Mặt khác, tuy có nhiều chính sách tích cực sau Đại hội 6, nhưng cơ chế bao cấp trong phân phối lưu thông vẫn duy trì làm trì trệ sự phát triển kinh tế xã hội. Có thể nói là thiếu thốn đủ thứ. Lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thông thường, cho đến tất cả năng lượng, vật tư cho sản xuất kinh doanh, tất cả đều vô cùng thiếu thốn. Vào những năm ấy thì tôi còn nhớ là lúc bây giờ tôi đang làm thư ký cho đồng chí Trường Chinh. Có một cái lần đi theo đồng chí vào thăm Huế, hay đến thăm cái bệnh viện của Huế. Thế thì các đồng chí lãnh đạo mới báo cáo với đồng chí Trường Chinh là bệnh viện thiếu cả đến xà phòng để cho các bác sĩ và nhân viên y tế rửa tay. Nền kinh tế khủng hoảng và trì trệ dẫn tới hệ quả, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Hầu hết người lao động làm việc trong các cơ quan hoặc doanh nghiệp nhà nước hưởng chế độ phân phối theo tem phiếu. Tuy nhiên, hàng hóa khan hiếm nên đời sống cán bộ công nhân viên thiếu thốn, các nhu cầu thiết yếu như ăn, mặc, ở không được đảm bảo. Thời điểm này ở Hà Nội và ở nhiều nơi vẫn còn tồn tại những nghề sống được từ những năm trước như đúc son nồi, vành xe đạp, đồ dùng sinh hoạt từ phế liệu chiến tranh hay nghề lộn lại cổ áo sơ mi, ống quần vải, vân vân, trong những ngày thiếu cái mặc. Ở nông thôn, cuộc sống của những người nông dân cũng không khả quan hơn khi luôn phải vật lộn với tình trạng thiếu lương thực và khan hiếm những hàng hóa tiêu dùng, tình trạng cơm độn thêm sắn khoai trở nên phổ biến. Ngày 19 tháng 4 năm 1987, trong tình hình kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn và bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, toàn dân vẫn nô nức tham gia bầu cử Quốc hội khóa 8, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm xây dựng một chính quyền của dân, do dân và vì dân, đủ sức lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 98,75%, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 496 đại biểu. Thành phần đại biểu Quốc hội khóa 8 bao gồm công nhân 91 đại biểu, nông dân 105 đại biểu, trí thức 123 đại biểu, đảng viên 465 đại biểu, ngoài đảng 31 đại biểu, dân tộc thiểu số 70 đại biểu. Tại kỳ họp thứ nhất, từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6 năm 1987, Quốc hội đã bầu các đồng chí Lê Quang Đạo làm Chủ tịch Quốc hội, Võ Chi Công, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Cũng tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã tập trung thảo luận về nhân sự và tiến hành bầu các vị đứng đầu các cơ quan lãnh đạo nhà nước, bầu Hội đồng Dân tộc và các ủy ban thường trực của Quốc hội, thể hiện tính kế thừa để thực hiện tinh thần đổi mới của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng. Quốc hội khóa 8 là quốc hội đầu tiên thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Hoạt động của Quốc hội khóa 8 vì thế có nhiều đổi mới theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng 6. Từ công tác lập pháp,
giám sát tối cao cũng như quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đổi mới hoạt động của Quốc hội luôn là nỗi trăn trở của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội thời kỳ này. Quốc hội khóa 8 bắt đầu triển khai cái chất vấn đại biểu Quốc hội tại hội trường. Cái này là cái nung nấu trăn trở của hai bác lãnh đạo, đó là bác Võ Chí Công, bác Lê Quang Đạo. Các bác đều nói với chúng tôi rằng điều mà chúng tôi băn khoăn nhất, làm sao để phát huy dân chủ trong Quốc hội, làm sao để đại biểu Quốc hội có trách nhiệm, làm sao để đại Quốc hội chất vấn Quốc hội, chất vấn trước kỳ họp những vấn đề bức bách của kinh tế. Hôm nay, khi chứng kiến cảnh hàng hóa vật tư lưu thông thuận lợi, dễ dàng giữa các vùng miền trong cả nước và giao thương quốc tế tấp nập, cơ chế lưu thông cung ứng hàng hóa được thực hiện nhịp nhàng trên cơ sở cung cầu trong nền kinh tế thị trường ngày càng hoàn thiện. Chúng ta khó có thể hình dung đã có một thời kỳ phân phối lưu thông là một vấn đề lớn, gây ách tắc, khó khăn, cản trở sự phát triển kinh tế đất nước. Những rào cản về cơ chế, chính sách, đặc biệt là cơ chế giá, tuy dư ngăn sông cấm chợ giữa các địa phương, đặt ra những vấn đề cần tháo gỡ trên lĩnh vực phân phối lưu thông. Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương khóa 6 tháng 4 năm 1987 đã được tổ chức với nội dung giải quyết những vấn đề cấp bách về phân phối lưu thông. Phương hướng vừa cơ bản vừa cấp bách để giải quyết tình hình này là xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chuyển hẳn hoạt động của nền kinh tế sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, làm cho toàn bộ hệ thống sản xuất, lưu thông, hoạt động theo quy luật khách quan. Hội nghị thấu suốt tư tưởng chỉ đạo về phân phối lưu thông là đổi mới cơ chế chính sách và tổ chức phân phối lưu thông theo hướng vận dụng đúng đắn các quy luật kinh tế. Bước đi phải phù hợp với điều kiện thực tế, vừa tích cực vừa vững chắc. Tăng cường hiệu lực lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương, đi đôi với phát huy mạnh mẽ tính năng động sáng tạo của các cơ sở, địa phương và ngành. Sử dụng có hiệu quả và mở rộng các hình thức hợp tác quốc tế về kinh tế. Khuyến khích các cái thành phần kinh tế khác là sản xuất nhỏ, mua bán lẻ để mà cái lưu thông phân phối cho nó được thuận lợi. Nhà nước cũng giảm dần cái rào cản, cái kiểm tra kiểm soát ở các trạm đó, thì cho nên hàng hóa làm ra được lưu thông đến cho người tiêu dùng. Tình hình như vậy là sản xuất lưu thông có những cái bước thuận lợi. Nghị quyết nhấn mạnh việc chuyển toàn bộ việc mua bán lương thực của nhà nước sang cơ chế hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa phải tiến hành khẩn trương ngay từ vụ mùa năm 1987. Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các hợp đồng bán sản phẩm đã ký với nhà nước, các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất và hộ nông dân được quyền tự do lưu thông tiêu thụ lương thực, thực phẩm và các nông sản, hàng hóa khác. Đối với các xí nghiệp quốc doanh, chính sách giá cả và lưu thông nhằm mục đích chuyển sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, phát huy được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, bảo đảm nguồn thu lớn nhất cho ngân sách nhà nước. Nghị quyết Trung ương 2 khóa 6 đã tháo gỡ nhiều khó khăn trong lĩnh vực phân phối, lưu thông đang gặp nhiều ách tắc trong thời điểm bắt đầu tư duy đổi mới. Ngày 5 tháng 7, 1987, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt đã ký ban hành nghị quyết số 113/HDBT về việc chuyển hoạt động nội thương sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết nhấn mạnh, mỗi vùng kinh tế có những đặc điểm khác nhau, hình thành thị trường khu vực, nhưng lưu thông hàng hóa không thể chia cắt theo địa giới hành chính. An Giang. Đây là một trong những địa phương nằm trên vựa lúa của đồng bằng sông Cửu Long, cũng là nơi hơn 30 năm trước đã có những thể nghiệm, tìm tòi những cách làm mới trong lĩnh vực nông nghiệp.
sau Đại hội Đảng 6, mặc dù đường lối đổi mới đã được đưa ra, nhưng trên lĩnh vực nông nghiệp vẫn thiếu những cơ chế chính sách cụ thể, giải phóng sức lao động của bà con nông dân, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Năm 1987, chứng kiến sự khủng hoảng lương thực khi có tới 2 triệu người bị đói. Đây là năm khó khăn nhất về lương thực sau giải phóng. Đảng bộ tỉnh An Giang khi đó đã xác định nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. Trên mặt trận này, hộ nông dân là chủ thể của quá trình đổi mới và nông thôn là địa bàn chiến lược. Để đảm bảo cho hộ nông dân là đơn vị sản xuất cơ bản, phải giải quyết vấn đề ruộng đất. Tỉnh quyết định đưa ruộng đất và máy nông nghiệp về cho từng hộ nông dân, mà thực chất là giải thể các tập đoàn sản xuất. Sang năm 1987, tỉnh ủy An Giang ra nghị quyết khẳng định chủ trương giao đất ruộng và đất núi hoang hóa cho hộ nông dân, xóa bỏ khái niệm xâm canh, ai có vốn, có lao động thì cho nhận đất để sản xuất. Thực tế đã cho thấy rằng kinh tế hộ là hình thức tối ưu trong sản xuất nông nghiệp tại thời điểm đó. An Giang coi hộ gia đình là một đơn vị sản xuất cơ bản. Trong một lần xuống thăm và làm việc với An Giang vào năm 1987, Cố vấn Trường Chinh rất đồng tình với tư tưởng tam nông của tỉnh. Ông chỉ sửa một chữ. Thay chữ đơn vị sản xuất cơ bản bằng chữ đơn vị sản xuất tự chủ. Như vậy, trên thực tế, An Giang đã đột phá sang cơ chế khoán 10 từ trước khi có nghị quyết 10 của Bộ Chính trị. Do yêu cầu của quá trình đổi mới quản lý kinh tế, đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp, năm 1987, luật đất đai ra đời. Luật quy định, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý. Nhà nước giao đất cho các nông trường, lâm trường, xí nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và cá nhân để sử dụng ổn định, lâu dài. Luật đất đai 1987 ra đời đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội đất nước những năm đầu đổi mới. Tháng 8 1987, Hội nghị Trung ương 3 khóa 6 bàn về hai nội dung lớn là đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế và chuyển các đơn vị kinh tế quốc doanh sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Đến giữa năm 1987, cơ chế tập trung quan liêu bao cấp về cơ bản vẫn chưa bị xóa bỏ. Cơ chế quản lý theo phương thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa chưa được hình thành. Thực trạng đó đã trói buộc, cản trở sản xuất, lưu thông. Mặt khác, làm cho tình trạng tùy tiện, phân tán, vô tổ chức của nền sản xuất nhỏ và các hiện tượng tiêu cực khác thêm nghiêm trọng. Hội nghị Trung ương 3 khóa 6 khẳng định, cơ quan chính quyền các cấp phải đổi mới một cách căn bản, phương thức quản lý, thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước về kinh tế, giao hẳn chức năng sản xuất kinh doanh cho các tổ chức và đơn vị kinh tế cơ sở, tổ chức lại bộ máy nhà nước các cấp theo hướng tinh giản và nâng cao chất lượng. Với quan điểm này, tư duy về sự phân định rạch ròi giữa chức năng quản lý nhà nước về kinh tế của chính quyền và chức năng tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế đã bắt đầu hình thành. Đây là một thay đổi rất quan trọng. Các xí nghiệp quốc doanh phải tự bù đắp các chi phí, tự chịu trách nhiệm về lỗ lãi, tự tích lũy để phát triển, thực hiện nghĩa vụ, nộp ngân sách và trách nhiệm đối với địa phương. Những xí nghiệp hoạt động không có hiệu quả phải được củng cố. Nếu không đủ điều kiện được củng cố và không cần thiết duy trì hình thức quốc doanh thì chuyển sang hình thức sở hữu khác, kể cả cho tập thể tư nhân thuê hoặc giải thể. Đầu tiên phải xác định rằng tìm mọi cách vừa áp dụng cái cơ chế tập trung bao cấp do cái nguồn vật tư của Trung ương rót vào và thực hiện cái việc tổ chức sản xuất và giao nộp sản phẩm theo địa chỉ Trung ương quy định. Đồng thời công suất nhà máy ngày càng nó vô dư, lao động ngày càng vô dư.
rất là nguy như vậy, thì phải tìm mọi cách để có vật tư nguyên liệu để mà sản xuất. Lúc bây giờ gọi là tự cân đối, chúng tôi gọi là mở dần cái cơ chế tự chủ cái phần doanh nghiệp tự lo để tạo công việc làm, tăng quy mô sản xuất. Nghị quyết Trung ương 3 khóa 6 thể hiện sự đổi mới tư duy rõ nét, làm sáng rõ vai trò quản lý nhà nước về kinh tế của chính quyền và vai trò tự chủ sản xuất kinh doanh của các xí nghiệp, cơ sở kinh tế. Đây là một nghị quyết quan trọng cụ thể hóa đường lối đổi mới theo tinh thần Đại hội Đảng 6. Công ty cổ phần Superphosphate và hóa chất Lâm Thao hiện nay vẫn là một trong những đơn vị sản xuất và cung cấp phân bón Superlân cho sản xuất nông nghiệp hàng đầu cả nước. Thời điểm bước vào giai đoạn đổi mới, dưới sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm, với phương châm đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, nhà máy bước đầu chuyển sang sản xuất, kinh doanh theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đầu tư mở rộng, đưa công suất lên 500.000 tấn Superlân năm, tiến hành nhiều biện pháp tiếp cận, mở rộng thị trường, đưa sản phẩm của nhà máy đến với bà con nông dân. Công ty Superphosphate và hóa chất Lâm Thao là một ví dụ điển hình về thay đổi tư duy kinh tế và chuyển đổi thành công mô hình hoạt động những ngày đầu đổi mới. Đi đối với việc chủ động đổi mới về tư duy kinh tế, Đảng và Nhà nước rất quyết tâm với nhiệm vụ chống tiêu cực. Ngày 25 tháng 5, 1987, báo Nhân dân đăng trên trang nhất bài viết với hàng tít đậm Những việc cần làm ngay. Tác giả ký tên NVL. Bài viết đi thẳng vào vấn đề nóng bỏng khi đó là việc giá cả tăng vọt. Ngay lập tức bài báo đã thu hút được sự quan tâm của công chúng. Đã có 27 bài báo Những việc cần làm ngay đăng trên báo Nhân dân. Vấn đề hàng đầu được đề cập là chống tiêu cực, phê phán các hành vi quan liêu vô trách nhiệm, lãng phí, hách dịch, tham nhũng, ức hiếp quần chúng, phê phán việc ngăn sông cấm chợ. Cái tên NVL trở nên quen thuộc đối với bạn đọc. Một trong những bài báo Những việc cần làm ngay đã giúp minh oan và trả lại tài sản cho ông Nguyễn Văn Trần, người được gọi là vua lốp thời điểm đó. Ít ai biết rằng trước đó, ngày 24 tháng 5, 1987, Tòa soạn báo Nhân dân nhận được một bức thư của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Từ nay trở đi, tôi sẽ gửi đăng những bài ngắn dưới đề mục Những việc cần làm ngay. Rất mong các đồng chí thấy được thì cho đăng. Cần sửa gì về nội dung hoặc cách viết, các đồng chí cứ sửa. Tôi sẽ ráng viết đều, trừ phi bận công việc quá hay phải đi xa. Đồng chí Nguyễn Văn Linh phải mở đầu những các cái chống tiêu cực. Mà đồng chí có quan điểm rất rõ ràng là phải quét nhà cho nó sạch thì mới có thể làm được các việc khác. Mà nhổ cỏ để cho cây lúa nó lên, và cái đấu tranh chống tiêu cực đó là cái sự nghiệp, cái hiện tượng mà những việc cần làm ngay. Hơn 3 thập kỷ đã trôi qua, tinh thần nói và làm của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh vẫn còn nguyên giá trị. Tổng biên tập báo Nhân dân Thuận Hữu đã nhận định: cái loạt bài Những việc cần làm ngay ra thì thực sự là, nếu nói về nghề nghiệp thì đây cũng là thực sự là một cái sự thay đổi lớn đối với cái việc mà tuyên truyền đến các tờ báo. Từ trước đến nay là mình tuyên truyền ít khi mà đụng chạm đến những cái mặt trái của xã hội, mà những cái điều này là rất lớn, rất hệ trọng. Thế nhưng mà Tổng Bí thư đã đề cập và tạo nên cái gọi là, phải nói là một cái làn sóng mới trong cái đời sống báo chí của cả nước lúc bấy giờ. Và rồi với quần chúng nhân dân thì tạo nên cái phong trào cách mạng là phát hiện những cái uốn nắn, những cái điều mà chưa tốt, chưa hay. Và những việc cần làm ngay thực sự là, gọi là, nếu mà nói đây là những phát súng đầu tiên và có sức công phá lớn đối với cái sự trì trệ, sự bảo thủ của cái cơ chế cũ. Trên lĩnh vực đối ngoại, tháng 5 1987, đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư, và đồng chí Đỗ Mười, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng dẫn đoàn sang thăm và làm việc với lãnh đạo Liên Xô. Lúc này đất nước ta đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội nghiêm trọng. Ta phải dựa vào sự giúp đỡ của các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa
chủ yếu là Liên Xô để khắc phục khó khăn. Qua đàm phán, lãnh đạo Liên Xô quyết định dành cho ta khoản viện trợ 1,2 tỷ rúp chuyển nhượng mỗi năm. Trong đó, một phần là viện trợ không hoàn lại. Thời gian cho vay kéo dài. Số lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu, phân bón hóa chất, vật tư quan trọng khác đều là được chúng ta được nhận từ Liên Xô, chiếm đến một nửa cái ngân sách nhà nước cũng như các cái nhu cầu kế hoạch của chúng ta. Từ năm 1987, mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước ASEAN được cải thiện đáng kể về vấn đề Campuchia. Cuộc gặp gỡ giữa hai bộ trưởng ngoại giao Việt Nam và Indonesia đại diện cho hai nhóm nước ASEAN Đông Dương ở thành phố Hồ Chí Minh để bàn về vấn đề Campuchia đã đưa đến bản thông cáo chung Việt Nam-Indonesia ngày 29 tháng 7 1987. Theo đó, các diễn đàn GIM Jakarta Informal Meeting được hình thành, mở đầu quá trình đối thoại nhằm giải quyết vấn đề Campuchia. Trong khi trên mặt trận ngoại giao ta tích cực phá thế bao vây cấm vận để mở rộng hợp tác quốc tế, thì trên lĩnh vực kinh tế, Trung ương đã khẳng định thu hút vốn và kỹ thuật của nước ngoài bằng nhiều hình thức, theo dõi rút kinh nghiệm các hình thức hợp doanh với một số công ty tư bản nước ngoài và làm thử các hình thức mới, tích cực chuẩn bị ban hành luật đầu tư nước ngoài. Chúng ta không phải đóng cửa để đổi mới mà là mở cửa. Thì chúng ta đã quyết định là thông qua cái luật đầu tư năm 1987, 86 thì đổi mới và 87 đã thông qua cái luật đầu tư và bắt đầu cái quá trình của chúng ta mở cửa với thế giới bên ngoài rồi đẩy lùi cái chính sách bao vây cô lập. Thì đấy là cái đổi mới tư duy rất là căn bản. Ý tưởng về luật đầu tư nước ngoài đã có từ lâu, nhưng quá trình luật đầu tư nước ngoài được trình Quốc hội thông qua là một chặng đường dài. Thời điểm đó thật khó để có thể chấp nhận dòng vốn của các nước tư bản. Liệu một nhà đầu tư nước ngoài mới ngày nào còn là đối thủ bên kia chiến tuyến lại có thể ngồi cùng nhau để thảo luận về hợp tác, làm ăn? Vì sự phát triển của đất nước, những quyết định đã được đưa ra. Mục tiêu chính của luật là giành được càng sớm càng tốt những cái ta đang thiếu và rất cần là vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý và chỗ đứng trong phân công lao động quốc tế. Và để đổi lại, sẽ đảm bảo cho người đầu tư nước ngoài được an toàn tối đa về tài sản, được quản lý kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận khá hơn hoặc ít nhất là tương đương với lợi nhuận đầu tư ở những nước láng giềng của ta. Luật đầu tư nước ngoài được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12, 1987, cho phép nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp sở hữu 100% vốn. Đây cũng là nội dung hấp dẫn nhất bởi cũng thời điểm đó, các nước có nền kinh tế mở hơn trong khu vực ASEAN cũng chưa có loại hình doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Luật đầu tư nước ngoài là một bước đột phá lớn về tư duy kinh tế, góp phần thay đổi căn bản diện mạo của kinh tế Việt Nam trong công cuộc đổi mới. Mặc dù còn nhiều bất cập, nhưng luật đầu tư nước ngoài 1987 là cơ sở để hoàn thiện sửa đổi nhiều lần những năm tiếp theo, tiến đến ban hành luật đầu tư chung sau này. Luật đầu tư nước ngoài cũng là một cái thành quả rất là phải nói rất lớn của công cuộc đổi mới những năm đầu tiên. Đấy là kết quả của một cái quá trình mà dò đá qua sông. Chúng ta cái lúc ấy là chúng ta vừa làm, chúng ta vừa thử nghiệm, nhưng nó rất hay ở cái chỗ này. Những cái người mà làm cái luật đầu tư nước ngoài cái lúc đó, cái tinh thần cải cách nó mạnh, đưa ra một cái luật mà được đánh giá là thuộc cái loại mẫu mực về thu hút đầu tư nước ngoài. Ta là cái lúc ấy là đang là cái nước kế hoạch hóa tập trung đặc quánh, thế mà mở ra cái là đưa ra một cái luật thu hút đầu tư nước ngoài rất là cấp tiến, được cộng đồng thế giới mà nhất là các cái học giả Mỹ và sang cũng đánh giá rất là cao. Trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 1987, Hoàng Cơ Minh cầm đầu các toán phản động lưu vong ở nước ngoài với tên gọi Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, gọi tắt là Việt Tân, đã tiến hành các cuộc xâm nhập với mục tiêu là khu vực Tây Nguyên nhằm xây dựng căn cứ tổ chức các hoạt động phá hoại bên trong lãnh thổ Việt Nam. Ngày 11 tháng 7, 1987,
130 tên vượt sông Mekong vào đất Lào. Lực lượng công an Việt Nam đã phối hợp với quân đội và lực lượng vũ trang Lào đón bắt, tiêu diệt 83 tên, bắt sống 19 tên, Hoàng Cơ Minh bị thương và tự sát. Tháng 12 1987 tại thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân tối cao đã mở phiên tòa xét xử vụ án Hoàng Cơ Minh cùng đồng bọn. Hoàng Cơ Minh bị tuyên án tử hình vì tội phản bội Tổ quốc cho dù y đã tự sát trước đó. Cùng với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, năm 1987 ở biên giới phía Bắc đã diễn ra trận chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước trên mảnh đất Vị Xuyên, Hà Giang trước khi bước vào giai đoạn kết thúc chiến tranh biên giới Việt Trung. Từ ngày 5 đến 7 tháng 1 1987, Trung Quốc sử dụng một số lực lượng cấp sư đoàn được pháo binh chi viện mở chiến dịch nhằm vào 13 điểm chốt của ta, mà mục tiêu chủ yếu là đồi Đài, đồi Cô Ích, đồi 1100, Minh Tâm, Ba Hán. Đối phương bắn trên 150.000 quả đạn pháo trong 3 ngày. Để chi viện bộ binh liên tục tiến công, trận đánh diễn ra hết sức ác liệt. Quân địch tuy đông nhưng đều bị bộ binh và pháo binh ta chặn đứng và buộc phải rút lui. Trận đánh trong các ngày từ 5 đến 7 tháng 1 1987 có ý nghĩa rất quan trọng đối với cục diện chiến trường, gây cho địch những thiệt hại nặng nề, giảm sút ý chí xâm lược. Sau trận chiến này, chiến sự biên giới giảm dần, chỉ còn những trận pháo kích và xung đột nhỏ. Các vị trí chiếm giữ của đối phương tiếp tục bị ta bao vây chia cắt, lực lượng bị tiêu hao, buộc họ phải rút dần khỏi mảnh đất Hà Giang. Đồng đội ơi, những chiến hữu đơn vị bạn, đại hương 468 ta hội quân. Năm 1987 kết thúc trong bộn bề những khó khăn kinh tế, tiếng súng của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới đã tạm im. Nhưng phía trước, con đường đấu tranh thoát đói nghèo lạc hậu cũng cam go không kém cuộc đấu tranh bảo vệ từng tấc đất biên cương. Nghị quyết Đại hội Đảng 6 đã được triển khai, nhưng chúng ta còn phải tiếp tục tìm tòi, xây dựng cơ chế chính sách cụ thể hóa đường lối của Đại hội phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước.